Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra cái độ ngáo của con vui này nha. Ba đứa kia nghe tiếng động mạnh là biết bỏ chạy. Còn con vui này nó nghe cái tiếng động mạnh á, cái mặt nó còn ngáo hơn bình thường nữa. Bây giờ mình dùng cái cây này mình gõ vô cái ghế cho mọi người coi. Nó nghe tiếng động nè. Nè, nó chỉ giật mình thôi, không có biết bỏ chạy. Trời ơi, còn dùng tay đánh lại tôi nữa kìa. Nè, bây giờ gõ mạnh hơn nữa nè. Khi nó nghe tiếng động mạnh giống như có gì nguy hiểm là nó chỉ biết đứng hình thôi nha. Nó còn khều lại nữa đó. Ha, giật mình hả con? Và đây cũng là cái nhân vật mà nó lì đòn nhất trong bốn đứa con của con ngầu nha. Thấy cái gì nguy hiểm hay là sùm gì đó không biết bỏ chạy đâu. Ngồi một chỗ đứng hình, ngồi giật mình vậy đó. Và con khế thúi nó đã ra tay nó xử lý cái cây này. Ha, mày dám làm gì con nuôi tao phải không? Mày to gan lắm. Khế thúi từ ở đâu xuất hiện như một vị thần, đứng ra bảo vệ con vui nha. Thấy chưa? Nó tán cái cây, nó cạp cái cây quá trời cạp luôn nè. Ghê chưa? Trong cái tình huống khốc liệt này, cái vẻ mặt của con vui nó vẫn ngáo như thường. Đó, thấy khế thúi anh hùng chưa? Xả thân ra cạp cái cây luôn, không sợ ăn đòn luôn nha. Bảo vệ con vui tối đa nha bà con. Nè coi nè, mặt của một vị anh hùng nè. Anh hùng bảo vệ những đứa trẻ nha. Và tao đánh con vui cho mày coi nè. Nè, giả con vui nè. Trời ơi trời. Đó, cái này nó cứu con vui mà thành cái nó hại con vui đó. Đưa cái cây lên, nó câu cái cây xuống là nện vô mỏ con vui rồi. Ngu gì mà ngu dữ vậy mày. Mà cứ yên tâm, cái cây này á chỉ là trá hình thôi. Ở trong nó bọng, quýnh nghe chót chót vậy đó chứ không có đau. Giống như mình lấy tờ giấy mình cuốn là mình quýnh vậy đó. Chá hình thôi chứ không có đau chút nào chứ. Cái cây này á, tôi chuyên dùng để đe dọa mấy con mèo hung dữ nha mọi người. Ở trong nó bọng, đánh nó không có đau đâu nha. Quất nó nghe tiếng kêu thiệt, nhưng mà nó nhẹ hiều à. Nè, chính vì cái cây này đánh không có đau, con khế thúi nó biết cái mánh của tôi rồi. Nó không có sợ cái cây này đâu. Nó biết cái mánh cái cây này á, quất nghe tiếng chót chót vậy đó mà không có đau miếng nào hết trơn. Giống như là mình cầm tờ giấy mình quất nó vậy thôi. Nó đâu có sợ bởi vậy á. Nó nhào nhào ra làm như là anh hùng bảo vệ trẻ em vậy đó nha. Đó, thấy chưa? Nó đụng vô con vui nó không cho mà nó ngu. Nó đỡ đòn cho người ta thì nó đẩy cái cây ra đi. Cái này câu cái cây xuống. Mà câu xuống thì nện cái cây vô con vui rồi. Ngu gì mà ngu dữ vậy. Bây giờ mày đối đầu với tao phải không cái thúi? Hả? Mày đối đầu với tao phải không? Nè tay nè, cắn đi. Nè, cắn thử cái ơi. Nó xạo xạo dễ sợ luôn. Cái cây thì nó nhào ra nó làm dữ lắm nha. Còn cái tay thì nó ngược lại nó nịnh. Còn cái con này nè, không có biết sợ là cái gì hết trơn. Còn những đứa khác nó không có giống như con vui. Nó nghe cái tiếng động của cái cây này thì nó sợ nha. Nó sợ cái tiếng sùm lắm. Bây giờ mình sẽ dùng cái cây này thử xem bọn nó đứng lên được bao lâu nha. Mọi người nhìn cái video của mình nó đừng có bắt chước nha. Đừng có lấy cái cây giảm với mèo. Cái cây này của mình đặc biệt là hai cái đầu của nó mềm với nó không có nhọn. Do đó mình có thể giảm thoải mái với con mèo nha. Còn những cái cây bình thường mà cái đầu nó nhọn quá mà lỡ có chọt vô mắt hay chọt vô mũi con mèo là rất là mệt. Cái đầu của hai cây này mềm xèo mà. Với nó được chuốt bằng phẳng hết trơn rồi, không có sợ. Con mèo này đứng lâu lắm nha bà con. Nữa còn cái thúi nữa. Trời ơi mày đi ra coi khế. Chàng ơi, con mèo biết đứng lâu dữ vậy ta. Hồi nãy giờ là lâu lắm nha. Nhưng mà đứng cái kiểu này là chơi ăn gian nè. Dùng cái tay vịn cái cây để đứng lên, chứ đâu phải tự thân nó đứng đâu. Nhưng mà cũng tự thân đứng hết nửa thời gian nha. Con mèo này giỏi nè bà con ơi. Rồi còn cái vụ mà xài app nói chuyện với mèo đó, hồi nãy mình có tải thử. Mình thấy cái này là cái trò chơi thôi, chứ con mèo nó cũng không có hiểu ngôn ngữ của mình đâu. Nè, nó lập trình sẵn những cái tiếng kêu, rồi mình nói chuyện thì nó tự chọn lọc ra cái tiếng kêu nào đó của mèo thôi. Cũng không có gì hay. Mình chỉ mới tải thử một hai cái ứng dụng về thử thôi. Nếu mà mình thấy cái ứng dụng nào hay thì mình sẽ quay clip lên cho mọi người xem nha. Chứ trước mắt mình thấy mấy cái này nó bình thường quá. Hồi nãy mình có vô cái chợ ứng dụng đó, mình kiếm mấy cái mà kêu là ứng dụng dành cho mèo mà các bạn hay nói đó. Mình có vô cái CH Play mình xem thử. Mình để là nói chuyện với mèo đó. Nó hiện ra nhiều cái là máy dịch ngôn ngữ cho mèo. Mà mấy cái này mình thấy người ta đánh giá thấp quá. Toàn là 3 sao, cao lắm là 3 phết mấy sao thôi. Với người ta comment là không có êm đâu. Cái này
này nè, nó chỉ lập trình sẵn những cái giọng của những con mèo khác nhau. Rồi khi mà mình nói vô, thí dụ mình nói là ừ, mày đi khỏi nhà đi, tao giận mày, hay cái gì đó, mình nói câu gì thì nó chỉ là chọn sẵn một cái từ nào của con mèo nó kêu lên thôi. Nó lựa những cái từ mà con mèo gầm gú hay những cái từ mà con mèo nó kêu hơi dữ đó, thì con mèo mình nó nghe nó sẽ phản ứng thôi. Chứ cái ứng dụng này làm gì mà hiểu được ngôn ngữ của mèo, với làm sao mà dịch từ ngôn ngữ của mình sang mèo được. Cái này nó vô lý lắm mọi người. Chỉ là những tiếng kêu nó nghe nó bất ngờ thì nó phản ứng thôi. Không có cái chuyện mà dịch ngôn ngữ người và mèo hiểu với nhau đâu. Để mình sẽ tìm một số ứng dụng coi cái nào hay nhất thì mình sẽ up lên nha. Mà nếu mà cái nào cũng dở cũng tệ thì thôi mình không làm luôn. Tại hồi nãy mình có lướt cái video đó, mình thấy một cái comment, mà comment đó có rất là nhiều like. Tại vì like nhiều mới đẩy lên mình mới thấy thôi. Với lại thường mình làm video rồi là mình sẽ bỏ quên luôn, mình không có đọc comment. Do đó có nhiều bạn comment mình sẽ không có thấy được. Nè, cái ứng dụng nói chuyện với mèo này mình thấy có nhiều lượt đánh giá cao nhất nè. Nhưng mà mình coi nó vẫn tệ, quảng cáo quá trời luôn. Chỉ là ghi âm cái giọng nói của mình, rồi tự động nó xuất ra một giọng nói của một con mèo khác mà kêu cái tiếng ngắn ngủn hả. Để mình thử coi ổn không nha. Ổn thì mình sẽ làm video quay cho mọi người coi. Còn mình thấy không ổn, không có lợi ích gì hết thì mình sẽ không quay nha mọi người. Trời ơi, quảng cáo quá trời luôn nè. Rồi vậy nha mấy bạn. Với lại bạn nào mà có comment ở trong cái YouTube của mình đó, thì các bạn thông cảm đi, mình quay video rồi mình còn nhiều việc để làm, bởi vì mình không có đọc comment thường xuyên. Cái đó có nhiều comment mình sẽ không có thấy được đâu. Rồi vậy nha mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.